Hello cả nhà, xin chào quý khán giả của Hội Chấm Official. Nay bà Trọng dẫn đây là đi coi nhà hàng nha. Để chốt coi nữa là làm thôi nôi. Thì năm nay thôi nôi của đây là trùng hợp là vừa sinh nhật mẹ Trâm luôn, mà vừa là tiệc up đoàn phim luôn. Cởi khẩu trang lên đi. Thôi. Là anh ơi, anh ơi. Mới đây bây giờ 1 tuổi rồi mấy cô, chú thấy nhanh không? Ảnh này khoảng tầm bao nhiêu là gì chị? Cũng hơi bè. Tí sơ tại vì em thấy sảnh này nó to quá, em sợ nó bị lỗi á. Ở nó không vui chứ cần. Mình dẹp bớt cái dãy bàn ở trong cùng này. Em chỉ xếp hai la bàn thôi. Mình sẽ chừa cái khoảng cách giữa những cái la bàn nó rộng ra. Nó vẫn còn hơi thiệt. Ý là đẹp có thì khoảng 20 bàn nó sẽ đẹp đó chị. Em 20 bàn đúng không? Dạ. Xong rồi bữa đó vợ có trang trí. Ở đây mình có trang trí luôn đúng không chị? Dạ đúng. Cái gì Linh gửi cho chị á, những cái gói trang trí ở bên Linh coi chị có ưng không. Còn nếu mà chị không ưng thì chị cũng có thể gửi những cái mẫu mà chị yêu cầu á. Để Linh coi, Linh xem cho mình. Nếu trang trí thì chắc em nghĩ là cho vô trong đây chụp hình luôn, trong đây đi khỏi ra ngoài. Nếu mà phòng này nó rộng quá chồng. Thì tuổi cọp đúng không, tuổi cọp là trang trí đầy con màu vàng. Đúng rồi, màu vàng với lại mấy con cọp quả tiết nó hình hình cọp rồi đó. Em thích cái sảnh ở dưới hơn, tại sảnh ở dưới nó gọn hơn với chồng. Ngắm cúng hơn với lại nó lung linh hơn. Ở đây nhìn nó vẫn kiểu cổ điển quá à. Mà sẵn dưới thì giờ đang có đám cưới rồi mà sẵn nó đẹp. Sẵn đó thì đúng ngày của bé là 29 đó thì 30 còn. 29 30 còn. Mà 30 cũng được. 30 thứ năm cũng được phần nữa. Ở đây thấy rộng quá. Thứ năm cũng được, gần cuối tuần rồi. Ê. Cuối tuần đỡ thoải mái rồi sợ lâu. Anh không phá. Lên anh ơi, cái gì mất hồn. Anh ơi đâu có mũ kìa, thấy gác chứ trời. Đó hoài nữa đó anh ơi. Cái này cũng đẹp mà đều rộng quá, rộng quá, rộng quá. Có kìa Đi đâu? Ok, mẹ ôm cho anh à. Ừ, lên mẹ ôm đi. Không cho anh nữa đâu, ăn không cười. Ăn không chịu cười, đi đây, đi ba ôm mẹ, đi mẹ. Hello. Yo. Yo. Có gì cho nó cầm á. Mình cứ đem ra đồ chơi. Cho nó cầm được không cô? Đúng rồi đó. Này nó chán rồi. Ba bữa rồi đi quên chán rồi. Lên. Bỏ vô luôn anh, nhét xíu vô. Thì nó còn cái một luôn. Đi nè, bây giờ có chụp hình không lẽ gì nè. Ủa? Không ba bộ lận. Trời ơi, chắc tôi chết quá. Lên. Đúng rồi, cho em nhìn đó. Đúng rồi. Ông gỡ nón ra luôn đi vậy. Từ đẹp trai lên. Ngồi đi kìa. Chị ngồi xuống rồi chơi. Cái gì? Lấy cái máy cháu con ngồi đây cho ngồi đi. Đây, có bánh đấy gì vậy? Dạ. Có nguyên một cái vỏ bánh luôn rồi vậy. Lấy bánh gì? Ép má vô luôn nhìn em. Rồi đưa lên luôn đấy, bộ khác như vậy. Có hình đẹp chưa nè. Mẹ chụp với bé thôi. Mẹ chụp với bé, bên ra ngoài.
Anh đây rồi. Đâu đây rồi, gì đâu, bác gái rồi, xong rồi. Ok, ok vô. Con ơi, cười một tấm nha, mẹ với con chưa có hình cười nè. Mẹ mẹ con tấm này là để cho mình làm lần sinh nhật nè. Vô đi. Lên rồi. Lên ơi. Thấy anh. Dạ, nhìn kia, nhìn ba đó rồi. Mấy giờ, mở màn hình máy lại đi, mở màn hình máy lại đi. Má lại đây còn hỏi cho nó khỏi tập trung vào em đi. Đầu lắm á. Nó làm bóng lại chiều đi. Em đang đi chụp hình. Không thể. Thôi tắt thì tắt đi cho nó đi. Nè, mở mở cái chiều 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 còn 4 giờ đấy. À chị chụp nó đi. Đúng rồi. Rồi bật em mở cái cửa. Rồi rồi vô. Ê lên rồi. Lên ơi. Lên nè. Mời cái xe, mời cái xe. Mày thấy được nhiều hình lắm. Nhiều hình kìa. Bây giờ bà làm một cái cho nó cười. Ê, em ơi. Đó là đúng rồi. Mẹ hôn em luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Rồi. Đổi đi cho em ngồi, đợi cho em ngồi bên này đi chị, ngồi bên đùi của chị á. Cho ngồi xuống đi cho khác hồi nãy giờ xíu. Đúng rồi, đó. Rồi, bà mẹ nắm hai tay của bé luôn nha. Đúng rồi. Ba làm đi ba. Rồi ba làm lại nha ba ơi. Ê ê. Ê tê 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 tê. Rồi. Lại lại. Em ơi. Đúng rồi. Đứng lên luôn, giơ hai tay lên luôn. Dạ. Đứng lên mẹ luôn. Bên nào bên này hả? Bên đây. Em đang cái. 1 2 3. Yeah! Chị quay qua nhìn xếp bên này. Đúng rồi. Ok, anh nhìn em luôn, nhìn máy luôn. 2 3 một tấm nữa. 2 Em quay cái quạt đi cho đừng cho cái cọng máy nó rớt xuống cái mặt của chị lại đi. Lôi cái cọng máy của chị xuống. Đúng rồi. Ok. 2 3 2 3. Đúng rồi. Nhìn máy luôn, cả hai nhìn máy luôn. 2 3 2. Một tấm không cười à. Một tấm không cười. Đơ đi. Lạnh phiêu nha. Anh thở một thở nhẹ bằng miệng. Đó. Đúng rồi, ok rồi, nhìn máy luôn. 2 3 2 3. Cái số 1 chắc để ngay cái con cái con đúng rồi. Số 1 em tính để cho cầm hết trơn chưa. À, tại vì chị mua hai cái số 1 luôn á. Nên năm ra thoải mái cho chị đi đâu cũng được. Ê. Anh ơi. Anh. Anh ơi. Thôi cho con ngồi đi, mẹ đứng này cầm ngồi lùm sụp á. Ơi mình mới đầu vô định là cái này chung lơ và cái dây nhập cầm nó cái dây nó điều chỉnh luôn không thích cái màu này muốn ngồi dưới luôn cái màu nó tê. Sao có gì cái bông mì nó để bơm lên đi. Mày chỉ thấy cái bông mì nó có hình gì á. Hay là giờ cái chữ ở cái chữ này ghép được chữ lion không? Vậy đó. Để rồi nó gỡ ra được không vợ? Được chị, hồi nãy em đưa gỡ thử rồi đó. Vẫn còn nghe tôi sợ rách cái tường. Màu xanh của bà luôn. Lấy trái cây ăn đi chị.
Hello cả nhà. Hiện giờ thì gia đình của bé Trâm đang đi chụp bộ hình tại Min Studio ở bên Tân Bình. Đó thì ngày hôm nay là chụp một cái bộ hình kỷ niệm sinh nhật. Đó giờ nè, mẹ Trâm thì mới chụp xong coi nè. Phần ba ba ăn nè. Đó, ăn dữ với chồng. Ăn dần thôi bụng bự rồi sao chụp chồng. Không, đó, đó, rồi đây. Thì một ông bên đây cũng ăn. Rồi ông bên kia cũng ăn, có mình mẹ. Ôi da. Đó bụng. Đang có mỏi gì. Đang đủ cái này hết luôn em bây giờ. Hết luôn em. Em chấm ớn không cả nhà. Em nói chung phần này nó còn hơi đô. Mẹ thông cảm giùm em, nhưng phần này nó ớn hơn rồi. À, ăn cơm đi. Đây chị Hoàng Trân Bùi. Chị luôn đồng hành. Đi mà mai rồi đấy hả? Bóp kiểu sao ta? Bóp eo quá. Đúng rồi, họ chỉ á vô khoảng chừng một phân thôi. Nhờ bà Nhung á chị. Nhung á, Nhung được. Cái váy nào biết bóp sao luôn á. Chỉnh nó sao mà đi kéo chị, tại này đi đường liền gắt chéo luôn mà. Thì dây téo vô dây téo à. Vô dây téo chặt lưng. Đúng rồi. Cái này chị đưa cho nhà thiết kế bên đó người ta sửa mới được thôi. Không, mình gửi đi. Mình gửi bút ráp được không? Không, mang cổng kẹt nhưng mà giờ cũng được mà đâu. Không, bình thường. Nhưng mà nếu mà chiếc thôi cái eo thì đã một cái lên cha đúng không? Không, mà đạp cái chỗ này nè. Chị nè. Đạp cái này nè. Nay chấm ốm xuống tự nhiên bữa trong mai theo số đo cái bữa trước mặt. Còn 70, cái này còn có 6 giờ sau 59 à. Rồi bây giờ chờ cả nhà mình nè. Chụp hình cái nhà ơi. Chờ bộ hình nha, đây là bộ hình sinh nhật của Liên. À, sinh nhật ta lên 1 tuổi, mẹ Trâm thì 30, gần 35 tuổi. Ủa, vừa 35. Sinh nhật, vừa sinh nhật Liên mà vừa sinh nhật mẹ Trâm luôn á. Gần nhau. Thì bà Min bà đang set up về cả nhà. Đây mới tháng 11 thôi mà giờ bà sắp chụp Noel luôn nè. À, bây giờ bà Min bà up lên Facebook bác em là giờ có ai chụp hình Noel không để chụp luôn. Bà nhận show từ hôm nay. Quá trời rồi. Trời, cái này hồi nhỏ ra nó to nó ngồi nó bung nó dục. Nó bứt cái dục. Đây đây, phụ ngon rồi một tay cho nhanh nè. Trời ơi. Tôi để mấy này lại luôn nha. Cảm ơn chị. Để lại cho bà luôn đây cho bà chụp Noel luôn. Chị cũng trang trí cái không nhà chị hả? Trời, nhà tôi cũng nguyên cây luôn rồi mà. Năm nào cũng có một cây đó, mua một cây xong rồi năm nào cũng xài có mỗi cây đó thôi đó. Không tốn tiền mua thêm gì nữa đâu. Đúng rồi, đầy đủ á. Mà năm nay nhà chặt chội bừa bộn quá, không có Noel biết cho trơn. Bữa chị nhiều không á? Hôm bữa cái nhà chị nó nghiêng thiệt hả chị? Đúng rồi. Đọc ở đâu trên mạng hay gì đó, thấy bài báo hay gì đó chị bị nghiêng cái nhà. Nghiêng thiệt. Cái ghê vô chị. Rồi giờ làm sao nhớ thẳng lại trời? Sửa lại rồi đó bà. Nhưng mà làm sao thẳng được? Thằng đen tới người ta với lại người ta làm á, người ta làm cho nó ấy luôn, móc hết sâu xuống cái móng mình đội lên, mình độn lại, mình làm lại cho nó ngửa lại. 4 tháng trời đi ra ngoài nữa, mai có cái nhà bên đây chứ không rồi. 4 gì, 5, 6 tháng, 4 gì? 6 tháng rồi hả? Mình tháng 12 qua bên đây tới tháng 7. Người ta đền cho mình anh chị? Đền nó chứ, người ta đền xong rồi mình cho ngược lại ít nữa, mình cho ít chứ thấy tội người ta. Dường như nó làm hết nguyên không gian bếp với lại luôn mà. Rồi. Sắp có không? Cái thêm của mình đi. Đúng không? Em bé ngủ chị. Nó nang, chuẩn bị nó ngủ tới giờ nó ngủ. Ớn lạnh luôn á. Ôi nhìn quá trời. Đây, có cái này tinh tinh cùng người bên nè. Nhưng năm nào mà có lấy đây ra bị chụp đúng không? Tâm hôm nay chụp một đứa. Chọn đây nhìn mặt đồ trẻ. Trẻ không? Trẻ. Sitting. Bây giờ đỏ luôn em nữa nè. Cái tướng học sinh mà mặc phụ huynh á. cái áo thì học sinh là cái mặt tướng với cái mặt cái áo liên quan gì? Chính là cái áo này, cái áo học sinh mà, cái áo trẻ trung nhưng mà mặc phụ huynh.
bữa nay phụ huynh cũng được rồi chứ gì nữa. Bữa đi học phụ huynh nhanh lắm á chị. Đâu mình đó. Bà con cũng được uống cho mọi người. Cho nó tròn tròn cái đầu đi. Rồi giờ sao nè? Kéo lên cái quần em lại đi. Cứu người, cứu người. Đó mẹ mẹ. Lên. Anh ơi, anh ơi. Liên ơi. Liên nè, phải cái đó gọi giận sao? Dạ ba mẹ cầm đi, mỗi người cầm đầu á. Đưa anh cầm cho. Em cầm cái xong mà anh chồng cầm cái nhăn nhăn lên. Nè. Em ơi, đưa cho nó một cái con trái châu nó cầm đi. Nè. Không chạy, trái châu thích trái châu kim tuyến á. Trái châu kim tuyến này đó. Hồi dính đầy luôn á, vô mũi nữa. Nè. Rồi, ok. Bàn trước nè. Ok, vô. Nè, bà phải kéo, kéo dài ra, kéo, đúng rồi. Rồi, chị đứng xích qua đây tí xíu nha. Đứng xích ra không, sau. Mà cầm cái này nè, nó mới thẳng lên được, hiểu không? Cầm cầm chị đúng rồi, đúng rồi. Vô. Chị đứng đằng sau tí xíu cho có liên kết với em tí xíu, đúng rồi. Rồi nhúng người về trước tí xíu nha. Đúng rồi. Vô, hai. Lý Anh ơi. Lý Anh ơi, ai chọc em bé giùm ơi. Ai chọc em bé. Hình này có hình cười mà đúng không? Có rồi.